Cơm tới rồi đây. Bà già, dọn cơm tôi đói rồi. Cơm tới rồi đây. Con gái ăn nhiều rồi nhá. Cái gì đây? Lại dưa muối à? Con trai ăn nhiều vào nhớ. Cái gì đây? Lại dưa muối à? Con này cho chó ăn nè. Cơm này cho chó ăn à? Trời ơi con tôi, sao bà lại đưa đối xử với con nó như vậy? Trời ơi, con tôi, sao bà lại đối xử với con nó như vậy? Để cơm cho nó ăn, nó là bảo cơm cho chó à? Bà ơi, để cơm cho nó ăn thì nó lại bảo cơm cho chó ăn à? Biến của nhà tao. Biến của nhà tao. Bất hiếu thì tự ra ngoài kiếm cơm mà ăn. Nào có hiếu thì về. Bất hiếu, tự ra ngoài kiếm cơm mà ăn. Nào có hiếu thì hãy về. Trời, có gì từ từ khuyên em nó bác ơi. Không lên như vậy. Trời, có gì từ từ khuyên em nó bác ơi. Không lên như vậy. À nó vừa bảo. Lách khỏi cái xóm này. À nó vừa bảo. Lách khỏi cái xóm này. Các người quá đáng lắm. Các người quá đáng lắm. Trời ơi. À nó vừa bảo. Thôi đi đi, ở lại mất vui. À nó vừa bảo. Thôi đi đi, ở lại mất vui. Mình vào trong ăn ổi đi. Cả đội nhà mình vào cho ăn ẩu đi. Éo thì mà.